Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ giải toán nâng cao lớp 3 bản nhân 6 Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số DC Bài số 1 biết rằng mẫu đoạn thẳng trong hình ngôi sao ở bên đều là dài 3cm Tính chu vi của ngôi sao có nguyên tắc của tính cái chu vi mà cái hình mà có cạnh nha, Hình mà có cạnh có những cái đoạn thẳng như thế này thì chúng ta sẽ cộng hết tất cả cái cạnh này lại với nhau được. đây ba này 3 sen nha thầy bỏ chữ cm đi để cho cho nó gọn gàng đây là 3 cm này 3 cm này 3 cm này 3 cm này. này 3 này 3 này. 3 này 3 3 cm được rồi đấy như vậy tổng cộng là bao nhiêu đây 1 Nhớ đây này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được không? Ngôi chín đây 10 chứ. 1 2 3 4 5. Rồi ngôi sao 5 cánh thì là mỗi cánh là 2, hai chữ số 3, nghĩa là 5. 5 x 2 là 10, Nào, 10. Chu vi của ngôi sao là Rồi, có hai cách. Cách thứ nhất <laughs> thì chúng ta cộng hết tất cả con số 3 này lại. Được không? Hết tất cả con số 3 này lại. Có nghĩa ta lấy 3 này ta, 3 này, ta cộng 3 này, ta cộng 3 này, ta cộng 3 số 3 này. Ta cộng số 3 này, 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 cộng số 3 này, cộng số 3 này, được Cách thứ hai thì chúng ta sẽ đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, được như vậy là 10. 10 con số 3 nè Người ta lấy 3 ta nhân cho 10. Bằng 30 cm. Đó. Thì nói lại là có hai cách, cách thứ nhất là cộng tất cả những con số 3 lại với nhau. Nè. Tại vì nó có 10 cạnh. Nè, 10 cạnh. 10 đoạn thẳng đó. Còn không thì chúng ta sẽ đếm này. Đây là số 3, số 3, số 3, số 3 hết, nhìn ta có 10 câu, nên là lấy 3 nhân 10. Đáp số 30 cm. Qua trang tiếp theo. Bài số 2. Giải bài toán theo thống tắt sau can, 1 can thì 5 lít xe. 7 can thì bao nhiêu lít xe? À. Số lít xe. 7 can có là Ta lấy 5 ta nhân cho 7 bằng 35 lật xem. Đáp số 35. Lật Bài số 3. Điền chữ cái kết hợp và chỗ chấm. dạy trong này có bốn cái đồng hồ một hai ba bốn đồng hồ này là A đồng hồ này là B đồng hồ này là C đồng hồ này là D. Cái đồng hồ này là cái cái kim mà màu trắng trắng này nè mà ngắn ngắn mập mập này như thế này, này là cái kim chỉ giờ. Và cái kim đen ốm mà dài như cái kim này chỉ phút. được bây giờ chúng ta đồng hồ là gì? Nếu như cái kim dài mà chỉ đúng số 3, cái kim, kim 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 giờ này chỉ đúng số 3 và cái kim phút này đúng 12 là 3 giờ. Được. Nhưng mà cái kim này nó nhích qua đây tới số 1 là cứ từ số 12 qua số 1 là 5 phút, từ số 1 qua số 2 là 5 phút, từ số 2 qua số 3 là 5 phút. Được. Đối với cái kim kim phút này. Được. Như vậy, như vậy câu A là gì? 3 giờ 5 10 Được. 3 giờ 10 phút <laughs> rồi chúng ta xem cái 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 nào mà chỉ 3 giờ 10 phút đâu 3 giờ kém nếu như kém là cái kim nó bay bên này đó. cái kim phút nó ở bên này còn hơn á hơn á nó qua bên này đó. cái kim phút nó hơn là hơn qua này à, kém thì cái kim phút nó ở bên này so với con số 12 số 12 làm chuẩn kém thì nó ở bên này vậy 3 giờ kém 10 phút là không phải đây sẵn đây thì nó ở đây luôn nè 3 nè đây là kém kém 10 nè đây là 5 nè đây 10 nè nếu kim này xịt qua đây là kém 5 nè tới đây là đúng 3 giờ đây là câu B là của cái này 3 giờ 10 phút là mới nãy nó câu A này Câu C. Chiếc này là gì đây? Cái này là có hai cách nói. Cách nói là mà ngay chỗ này là chúng ta đang chỉ là 5 giờ 40 phút. À, 5 giờ 40 phút. Và còn là 6 giờ kém, mình có thể là mình nói là 6 giờ kém. 6 giờ kém là chúng ta nói ngược lại bao nhiêu đây? Từ đây qua đây là 5 10 15 20 ha. À, như vậy chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ có hai cách nối. Một là 5 giờ 40 phút. Hai là 6 giờ kém 20 phút nè. Kém 2 phút có nghĩa là 20 phút nữa thì đủ 6 giờ. Nè. nè con là cây C. Còn con cao này là gì đây? 5 giờ kém 20 phút. Nè. Cái này là 5 giờ kém 20 phút. Có nghĩa là còn 20 phút nữa là đúng 5 giờ. Đó. Nếu cái kia này nằm ở đây là gọi là 4 rưỡi. 4 rưỡi. 4 rưỡi thì gọi là 4 giờ 30 phút. Nó xịt qua đây là 4 giờ 35. À, 4 giờ 40. À, thì người ta họ không nói cách 4 giờ 4 giờ 4 4 giờ 40 mà người ta họ nói là 5 giờ kém nha, 5 giờ kém. Và câu này của D. Bài số 4. Khoan vào chữ đặt trước, phép tính, giải đúng. Mẫu cách nước ngọt là có 24 chai. Hỏi 6 cách nước ngọt như thế là có bao nhiêu chai? Ta lấy 24 ta nhân 6 được không? Này cộng là sai rồi phép nhân mới đúng Đây là hai bốn nhân 6 là đúng nè nhưng mà không biết kết quả này đây cũng có kết quả đây cũng có kết quả mà mình hai cái đáp số này gì khác nhau Sáu 6 nhân cho 24 được Thật ra cái này nó cũng đúng chứ mà vậy không được thực ra cái nào này cũng đúng nhưng mà người ta yêu cầu là cái kết quả cái cái phép tính gọi là đúng nhất chứ cái này là gọi là phép nhân cứ có tính chất giao hoán à, có tính chất giao hoán 24 bốn 6 hoặc là 6 x 24 à, cũng được chứ phải không như vậy là 6 x 24 6 x 4 là 24 viết 4 là như 2 6 x 2 12 14 được như vậy kết quả này nó mới đúng còn cái này là không phải 6 x 4 là 24 viết 4 là như 2 6 x 2 12 14 thì kết quả này là sai cái chỗ này được. kết quả này kết quả đúng đúng nhất còn nếu như mở rộng ra nữa thì cái này cũng đúng tại vì lý, lý, lý do như thế nào có tính chất cho khoáng ta lấy 6 cái này chúng ta nhân hay bốn chai cũng vẫn được được như vậy cái này cũng cũng được cho là đúng nhưng mà người ta yêu cầu là, gọi là kết quả đúng nhất thì chúng ta sẽ lấy cái này bài số 5 điền số thích hợp vào chỗ chấm 4 nhân 1 là bằng bằng 4. Có con số gì chỗ này mà bằng bằng 8 nha. Con số gì chỗ này mà bằng 4 ta nhân cho con số này là bằng 8 chỗ này. Rồi ngay chỗ này chúng ta sẽ đi con 2 thì không được. 4 nhân 2 là bằng 8 thì được nhưng mà người ta họ có chừa cho mình một cái khoảng này nữa. Được rồi. Cho nên ngay chỗ này là không được con 2. Con 2 là không được. Thầy nói là con 2 là không được. Tại 4 nhân 2 là bằng 8 thì được nhưng mà có con trống chỗ này là con gì? Ha. Cho nên ngay chỗ này chúng ta sẽ điền con số 7. 4 nhân 7 là 28 viết 8 ta nhớ 2. Ngay chỗ này không có nữa thì con số 2 này này. Nè. Rồi. 3 ta nhân 4 là 12. Viết 2 ta nhớ 1. Nè. Như vậy chỗ này chúng ta điền con số gì chỗ này mà nó kết quả nó là bằng con số 8. Số 8, kết quả nó phải là con số 8 ta cộng với 1 đây là thành con số 9. cộng với 1 nhớ bên này qua này. Được kết quả của nó nhân nhau là tặng cùng đó là con số 8 và ta cộng 1 nữa là con số 9. Rồi. Bây giờ ngay chỗ này chúng ta sẽ điền là con số 6 ha. 6 nhân 3 là 18 cộng 1 là 19 nha. À, viết 9 ta nhớ 1 bây này hết rồi điền con số 1 vô bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp thầy nhé Xin chào các em